Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái bộ sách rất là quen thuộc để dành để luyện nghe từ cấp độ cơ bản cho đến nâng cao. Thì cái bộ sách Step by Step Listening này sẽ có 3 level, từ level 1 cho tới level 3. Ở bên này đó là thanh công cụ để di chuyển đến cái bài học cần tìm. Ví dụ như bài học là Unit 12 thì mình sẽ click vào đó. Tương tự như vậy, muốn mình sẽ giới thiệu sơ qua về nội dung của bộ sách. Bộ sách là gồm 24 unit. Sau 12 unit đầu thì sẽ có một bài review và 12 unit tiếp theo sẽ là một bài review. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến một trang bất kỳ của một cái chủ đề. Ví dụ chủ đề này đó là Holidays and Festivals. Thì mình đầu tiên cũng giống như cái bộ sách Level 1 và Level 2 thì nó vẫn có là Get Started, là phần warm up, phần mở bài để dẫn bài vào ha. Tiếp theo là phần listen, là phần nghe. Tiếp theo nữa, phần số 3 là phần talk, nói. Và phần thứ tư đó là listen and write, là phần vừa nói, vừa nghe, vừa viết. Thì đối với cái warm up đầu thì sẽ có phần câu hỏi, những cái câu hỏi liên quan đến đến cái chủ đề. Ví dụ như when was the be your best holiday or festival? Kể về một cái dịp đặc biệt, lễ hội đặc biệt hoặc là kỳ nghỉ đặc biệt của bạn ta. Sau khi dẫn được vào bài thì sẽ cho những cái keywords liên quan đến topic của bài học. Đó, thông qua những cái từ vựng này. Và học sinh nó sẽ làm cái listening ở đây và làm cái exercise ở đó. Sau cái phần warm up, phần giới thiệu bài thì mình sẽ đi vào cái phần chính của quyển sách này, đó là phần listening, là phần nghe. Practice 1 2 practice 3 4 vân vân. Những cái phần này để bổ trợ kiến thức về cái chủ đề đó. Ví dụ như hôm nay là Listening practice 3. Last April Fool's Day was the worst holiday for me. When I was 10 years old, my best friend Josh told me that he was moving to another country. I believed him and cried for about an hour. The next day, he told me it was a lie. I got so mad at him for lying and making me cry, but he started to laugh. Rồi, sau khi đã nghe được cái phần listening ở đây thì mình sẽ vào đây để check đáp án nha. Và phần này để xem cái lời thoại của cái bài này. Đó, tương tự như vậy đối với những cái bài. Tiếp theo đó là phần talk, là phần luyện nói. Thì mỗi học sinh AB sẽ luyện theo cặp, thông thường sẽ luyện theo cặp và luyện nói về cái chủ đề holiday này hoặc là festival này. Tiếp theo sau phần nói thì là phần listen and write. Phần này là đúc kết của những cái phần trước. Thì học sinh sẽ nghe lại một lần nữa và điền vào cái bảng này những cái chỗ trống, điền chính xác những cái từ vựng ha. Đó, là đó là sơ qua một cái nội dung của cái bộ sách. Và hiện tại thì này hoặc là những cái giáo trình Great English thì đã sử dụng được ở trên điện thoại. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.